Dạ, con thưa tư, con xin đọc câu hỏi tử hành là Tuệ Hiền ạ. Dạ, con thưa tư, thế nào là vị ngọt tự hiểm nguy, sự thất ly đối với những người có nhiều danh vọng, chức quyền và tài sản ạ? Người có nhiều danh vọng, chức quyền và tài sản thì đó nó cũng có nhé, có vị ngọt, có sự hiểm nguy, hay là có cũng có thể xuất ly được. Ví dụ như là những cái người mà có những cái chức quyền lớn, như là được làm những cái cán bộ lớn hay chức cái quan lớn ấy, thì đấy cũng là một cái vị ngọt. Vị ngọt tức là được mọi người phải cung kính, có nhiều cái danh vọng, có nhiều tài sản, mình dễ dàng được hưởng thụ những cái điều mà mình mong muốn, thì đó cũng có thể được gọi là vị ngọt. Nhưng mà nó cũng có nguy hiểm, cũng có nguy hiểm là có thể là từ cái danh vọng, chức quyền đấy mình bị tham đắm quá, rồi sinh ra cái tâm gọi là mình làm những cái việc như là tham ô, nhận sự hối lộ, làm những cái việc sai trái với pháp luật, đến lúc thanh tra người ta phát hiện ra, người ta lại tống tù, xong là người ta lại nhốt, người ta lại tra tấn đánh đập, xong là mình lại phải mất rất nhiều năm ngồi tù tội. Đấy là nguy hiểm nhá, đấy là sự nguy hiểm của cái danh vọng. Còn nếu mà muốn xuất ly ra khỏi những cái danh vọng đấy thì mình luôn luôn phải cảnh giác, phải tỉnh giác, phải không tham đắm, mà và nó có rất là nhiều những cái cạm bẫy có thể là do mình tham đắm mà gây ra, nhưng có thể là do người khác, người ta ganh tị, người ta cài bẫy khiến cho mình bị rơi vào những cái nao lý tù tội, không khó mà tránh khỏi. Mình đã đi trên cái con đường có càng có nhiều vị ngọt thì sẽ càng có nhiều nguy hiểm, giống như là những cái miếng mồi ngon mà nó có móc câu. Nên là những cái con cá tham mồi đớp vào thì sẽ bị hóc câu, rất khó có thể tránh được. Nhưng mà một cái người nào, cái người đấy có được cái trí tuệ, nên là sống ở trong môi trường nào mình có được cái trí tuệ để kiềm chế được những cái tham dục, những cái sân hận, những cái sự ngu si của mình, thì có thể nó sẽ tránh được những cái nguy hiểm đấy. Vì những cái người có danh vọng cũng có những cái vị ngọt, có sự nguy hiểm, thì cũng cần phải chế ngự những cái tâm tham sân si của mình, phát triển cái trí tuệ, cái vô tham vô sân vô si lên thì có thể tránh được. Danh vọng, tài sản, vợ con cũng thế. Thì một cái người mà có nhiều tài sản, có nhiều vợ con, tài sản thì cũng có, thì đó cũng là một cái vị ngọt. Thì mình có nhiều tài sản ấy, mình sẽ được hưởng thụ, mình đạt được nhiều cái mình mong cầu, mình mong muốn, thì đấy là những cái vị ngọt. Cho nên nó có hỷ có nạc ở trong đó, cũng giống như là trong một cái bình nước giải khát cho một cái người đang khao khát đấy uống, nó có sắc thanh hương vị, tức là rất là thơm ngon, nhưng mà trong đó nó có thuốc độc. Vậy thì trong tài sản hay là vợ con ấy, thì nó cũng có cái hỷ nạc, có thể đem lại cho mình cái hạnh phúc, cũng có, nhưng cũng cái tài sản đấy, cũng cái vợ con chức quyền đấy cũng sẽ đem đến cho mình cái sự khổ đau. Ví dụ càng nhiều tài sản thì mình lo lắng để tích góp được, rồi lại lo lắng giữ gìn, cũng như thế vợ con cũng vậy. Mình mong cầu để có vợ có con xong rồi cũng phải lo lắng giữ gìn, nhưng mà có giữ đến đâu thì giữ đến lúc nó mất, nó vẫn mất. Tài sản của mình đến một lúc nào đó nó cũng phải mất đi, vợ con lúc nào đó cũng phải già, phải bệnh, phải chết đi, hoặc là người ta làm những cái việc xấu xa, người ta có những cái sự tranh cãi, đánh đấm chửi nhau, thì đó cũng là cái nguy hiểm. Thì mình sẽ thấy được là trong cái gì nó có cái sự hấp dẫn, chạy theo cái dục đấy thì chắc chắn là dục sẽ có hỷ có nạc, thì cũng có khổ có yêu. Vì vậy nên là muốn xuất ly ra được rồi những cái nguy hiểm đấy thì mình phải phát triển cái tuệ quán ấy. Quán ví dụ như là vợ con hay tất cả những người thân của mình, hay là những người mình yêu mình ghét, phải quán là họ là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, để mình không có quá dính mắc, không quá ràng buộc. Đấy là cũng là một cái cách quán để mình xuất ly, hay là mình luôn luôn quán về cái nghiệp và quả của nghiệp như thế đối với bản thân mình, đối với mọi người xung quanh, đối với vạn vật xung quanh. Thì mình quán nó là đất nước lửa gió, những cái gì nó thuộc về vật chất ấy, tài sản ấy, mình có nhiều nhà cửa nhiều nhá, rồi là tiền bạc nhiều nhá, rồi là vàng bạc ấy. Mình phải quán nó là đất, là nước, là lửa, là gió, vì thật sự là những cái đấy nó chỉ là đất nước lửa gió nó tạo thành thôi mà. Ví dụ đất nó nằm lâu năm quá nó thành đá, thì nó thành vàng, thành bạc, thành kim cương, nó chỉ là cái sự thời tiết nó thay đổi, nó biến cái này thành cái kia thôi. Thì tiền của nhà cửa này cũng thế, nó là đất nước lửa gió, người ta đúc lại, người ta xây lên, người ta nặn nó thành cái hình này hình kia. Quán nó như thế, mình thấy cái bản chất, cái sự thật của nó như thế,
thì được, mình không có tham đắm, mất mình không có sợ hãi. Còn tất cả mọi người khác mình cũng quán là năm uẩn, là danh, là sắc, là vô thường, là cõi gì nó có đến có đi, có sinh có diệt, có được có mất. Thì khi mà quán như thế thì mình sẽ tự tại. Khi mà nó có tăng trưởng tài sản, tăng trưởng bà con quyến thuộc, tăng trưởng danh vọng chức quyền, thì mình cũng không quá ngã mạn, không quá kiêu căng, không quá tham ái, không quá dính mắc, không quá chấp thủ. Rồi khi nó mất đi mình cũng sẽ không quá buồn phiền, không quá ưu bi, không quá khổ sở. Vậy thì phải học pháp và phải thực hành những cái pháp thiền tuệ, thiền quán, phải có những cái chánh kiến để mình như lý tác ý, thì mình phải học pháp, phải thực hành pháp tư duy theo cái pháp của Phật ấy, thì mình sẽ có được cái trí tuệ đấy để mà tự tại giữa đời ấy. Nên là có dục và mình có những cái tài sản quyền lực vợ con ấy cũng không quá là ngã mạn thích thú tham đắm. Khi mất đi rồi bằng cách này hay cách khác nó sẽ mất đi, mình cũng không quá sầu bi khổ ưu não. Thì đó là cái cách xuất ni ra khỏi những cái vị ngọt đấy, xuất ni ra khỏi cái nguy hiểm đó.